Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao nhiều nước thờ ơ với đề nghị hợp tác dẫn độ tội phạm của Việt Nam? Ngày 7 tháng 8, đồng phụng Việt có bài bình luận, bà nhàn AIC. Một ví dụ nữa về mình phải như thế nào? Đăng trên một trang báo quốc tế tiếng Việt. Tác giả dẫn nhật báo TAZ ở Đức vừa có bài về lùm xùm quanh bà Nguyễn Thị Thanh nhàn và chính quyền Việt Nam theo TAZ, bà nhàn người vừa bị truy nã đặc biệt, vừa bị tòa án Việt Nam xét xử vắng mặt rồi phạt 30 năm tù đang cư trú ở Đức. Hình ảnh bài bình luận của đồng phụng Việt trên AFA. TAZ cho biết, Bà Nhàn và AIC Group vốn được trao đủ thứ danh hiệu, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất, sau đó doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu nhất, thương hiệu quốc gia xuất sắc nhất, chưa kể đủ loại huân chương, huy chương, bằng khen của đủ mọi cấp đột nhiên bị xem là tội phạm bị tấn công vì là tình nhân của ông phạm minh chính và cả hai có với nhau một cô con gái cũng theo taz mục tiêu chính của cuộc săn đuổi bà nhàn và triệt hạ aic là loại bỏ ông chính việc bắt giữ bà nhàn không chỉ đe dọa sự nghiệp của ông chính mà còn gây nguy hiểm cho giới lãnh đạo quân đội việt nam bởi vai trò trung gian trong các thương vụ mua vũ khí của bà Nhàn, đó có thể là lý do khiến bà Nhàn và các cộng sự thân tín của bà cùng rơi Việt Nam trước khi công an Việt Nam thực hiện các lệnh bắt giữ. Tuy công an Việt Nam đề nghị lực lượng bảo vệ thực thi pháp luật trên toàn thế giới hỗ trợ truy bắt bà Nhàn, nhưng theo Tiz Đức đã từ chối thực hiện đề nghị này. Dường như Mỹ cũng chưa đáp ứng đề nghị của Việt Nam bắt giữ và giao một cộng sự của bà Nhàn đang ẩn nấu tại Mỹ. Đến giờ mới chỉ có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE giao ông Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng AIC đang ẩn nấu tại UAE cho chính quyền Việt Nam. TAZ dẫn chuyện ông Tô Lâm tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức năm 2017 kèm theo cảnh báo có thể chính quyền Việt Nam sẽ tiếp tục hành xử càng rỡ như thế đối với bà Nhàn. Bởi sau khi tổ chức bắt cóc ông Thanh, chính quyền Việt Nam tiếp tục tổ chức bắt cóc ông Trương Duy Nhất năm 2019 trên lãnh thổ Thái Lan và mới đây tiếp tục tổ chức bắt cóc ông Thái Văn Đường cũng trên lãnh thổ Thái Lan. Hình ảnh bài trên nhật báo TAZ ở Đức. Tác giả bình luận khoan bàn về việc những thông tin mà TAZ cung cấp chính xác đến mức nào. Chỉ đối chiếu với những thông tin đó trên thực tế thì đã biết và đang thấy tại Việt Nam cũng có vô số chuyện đáng ngẫm nghĩ tác giả đặt câu hỏi tại sao aic có thể chọc trời khuấy nước trong một thời gian dài thực hiện nhiều thương vụ kinh thiên động địa nhưng bình an vô sự rồi đùng một cái bị lột trần tại sao đùng một cái bà nhàn từng liên tục được ca ngợi là cao quý lại trở thành tội phạm nguy hiểm như thế bao nhiêu người tin chuyện đùng một cái ấy là phòng chống tham nhũng tiêu cực không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể đó là ai tác giả cho rằng phải hỏi như thế bởi không ít quốc gia dù không khoan nhượng với tham nhũng nhưng lại không mặn mòi với việc hỗ trợ chính quyền Việt Nam truy bắt tội phạm. Dẫu tác hại của việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh càng lúc càng lớn nhưng tại sao không những không rút kinh nghiệm, không truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân đã ngụy tạo câu chuyện này biến chính quyền Việt Nam thành loại đối tác không đáng tin cậy mà còn tiếp tục sáng tác thêm những câu chuyện như Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng AAC đầu thú. Tác giả kết luận, bao giờ thì tới lúc, ông Trọng, nhân vật thường xuyên bày tỏ sự tự hào về chính ông và đảng của ông, thông qua việc nhấn mạnh, mình phải như thế nào thì người ta mới đối xử như thế. Dùng chính mệnh đề này để tự vấn, khi thiên hạ vừa đề cao cảnh giác, vừa hờ hững đối với các đề nghị hợp tác, hỗ trợ săn lùng, giải giao tội phạm từ chính quyền do đảng của ông dựng lên. Ông Trọng không thể nhìn ra vị thế như vậy thì tiền đồ ra sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Vì sao nhiều nước thờ ơ với đề nghị hợp tác dẫn độ tội phạm của Việt Nam? Các vụ án của Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng cần được xem xét lại. Ngày 6 tháng 8, luật sư Ngô Ngọc Trai có bài viết với tựa đề Nhà nước nên ân xá cho Nguyễn Văn Chưởng và minh oan cho Hồ Duy Hải đăng trên một trang báo tiếng Việt của nước ngoài. Là luật sư lâu nay làm việc với những vụ án của tử tù kêu oan, cho nên tác giả cũng biết thông tin về vụ án của tử tù Nguyễn Văn Trưởng, hình ảnh bài viết của luật sư Ngô Ngọc Trai trên BBC. Theo tác giả để ý thì thấy, mới đây, báo chí đưa tin bên Singapore bắt đầu thi hành án tử hình lại sau gần 20 năm, bắt đầu với tử tội mua bán 30 gam ma túy có thể ai đó cho rằng khi có thông tin sự việc ở singapore thì đó cũng là môi trường thông tin thuận lợi để tiến hành việc thi hành các bản án tử hình trong đó có tử tù nguyễn văn chưởng tác giả cho rằng các cấp lãnh đạo nhà nước cấp cao hơn nên dừng lại việc này bởi nếu nhìn qua sự việc thì thấy việc thi hành án tử hình ở singapore và việt nam không có gì khác nhau nhưng đằng sau đó hai nước khác nhau một thứ đó là vốn liếng xã hội tác giả nhận xét không biết ở bên Singapore, người dân dành nhiều niềm tin vào hoạt động đúng đắn của bộ máy hành chính tư pháp công bao nhiêu, nhưng có thể hình dung rằng ở bên Singapore, người dân ít nghi ngờ vào quá trình điều tra xét xử của tòa án. Cái người ta băn khoăn chỉ là án tử hình có đúng và phù hợp với mong muốn của người dân về công lý và việc thi hành án tử có đi ngược lại các giá trị quyền con người. Trong khi đó, tác giả phân tích ở Việt Nam lâu nay, việc điều tra truy tố xét xử một vụ án còn để lại nhiều băn khoăn, bản thân các cơ quan nhà nước cũng đã nhiều lần thừa nhận rằng vẫn tồn tại những vấn đề bất cập trong hoạt động tố tụng. Tác giả nêu dẫn chứng điển hình như vụ cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt giữ một thẩm phán của tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về tội xâm phạm các hoạt động tư pháp vào ngày 4 tháng 8. Thêm vào đó, bối cảnh xã hội hiện nay cũng còn nhiều vấn đề thiếu tích cực kinh tế tăng trưởng chậm, công nhân thất nghiệp, nhiều vụ việc pháp lý trước đó cũng để lại những băn khoăn bàn luận rất lớn trong công chúng. Hình ảnh truyền thông đưa tin về vụ bắt giữ thẩm phán Võ Đình Sớm ở Gia Lai. Trong bối cảnh như vậy, tác giả cho rằng không nên tạo ra một sự vụ gây náo động như thi hành án tử hình đối với tử tù Nguyễn Văn Chưởng. Thay vào đó, nhà nước nên thực hiện nhiều việc để ổn cố trật tự lương tâm xã hội, gây dựng vốn xã hội, việc nên làm là hoãn thi hành và ân xá cho tử tù. Từ vụ Nguyễn Văn Chưởng, tác giả cũng đề cập đến vụ Hồ Duy Hải. Tác giả băng khoăn về những dấu vân tay thu giữ được ở hiện trường vụ án, bưu điện cầu voi qua giám định đã cho kết luận là không phải dấu tay của Hồ Duy Hải. Vậy thì dấu tay đó là của ai? Đây là chứng cứ đặc biệt quan trọng nhưng lại bị bỏ lửng trong hồ sơ vụ án. Tác giả đề xuất nếu tiến hành tra soát đối chiếu với kho dữ liệu dấu vân tay của người dân cả nước khi làm thẻ căn cước công dân thì có thể tìm ra được người có dấu vân tay trùng khớp và đó chính là thủ phạm gây án tác giả từng đọc được bài báo về vụ án oan của nước anh mặc dù vụ án đã tìm ra được thủ phạm từ mấy chục năm trước nhưng tới nay với những cơ sở bằng chứng mới đưa đến nghi ngờ oan sai thì người ta xem xét lại và minh oan cho người bị coi là thủ phạm để làm được điều này thì trước đó có một số lượng công chúng cùng nhau ký thỉnh nguyện thư gửi đến tòa án nên cảnh sát và tòa án nước anh đã xem xét lại vụ việc tuy nhiên tác giả cho rằng điều này chưa có tiền lệ ở việt nam và tác giả hy vọng vụ án hồ duy hải sẽ được xem xét lại dù là theo một cách thức đơn giản hơn với sự tiến bộ của khoa học công nghệ và sự dễ dàng tận dụng trong tra cứu thì đó chính là lý do hợp lý để thực hiện việc này làm sáng tỏ một bằng chứng pháp lý liên quan tới tước đoạt mạng sống con người để yên lòng công chúng là điều mà mọi nhà nước nên làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin các vụ án của hồ duy hải và nguyễn văn trưởng cần được xem xét lại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm đề